Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Cũng rất là lâu rồi thì Mỹ Hải là cũng không ra được video. Đợt này thì Mỹ Hải là cũng sẽ tiếp tục vào trong các thôn bản để sẽ đi vào các hộ gia đình mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nữa quý vị ạ. Và chiều tối ngày hôm nay quý vị ạ, là em Nguyễn Tất Thắng là cũng có gọi điện cho Mỹ Hải rằng là tối ngày hôm nay là cũng sẽ dự bữa cơm cùng em Nguyễn Tất Thắng. Mà vừa rồi đây thì quý vị và các bạn đều biết là như hôm qua và hôm kia thì là ở trên kênh của em Nguyễn Tất Thắng ấy là cũng có đón một vị khách rất là đặc biệt từ ở trong Nam ra, đó là chú Huỳnh Tấn Đức. Quý vị và các bạn đều biết ấy, là chú Huỳnh Tấn Đức ấy là ở trên kênh của em Nguyễn Tất Thắng ấy là trước là Mỹ Hải với lại là em Nguyễn Tất Thắng, là trên kênh của em Nguyễn Tất Thắng ấy là chú Huỳnh Tấn Đức là cũng có gửi tiền lên cho em Nguyễn Tất Thắng để xây nhà cho gia đình nhà em chứ bốn vợ và ba vợ đã đi du lịch ấy quý vị ạ. Là chú Huỳnh Tấn Đức là những người mà Mạnh Thường Quân là gửi tiền và trên kênh của em Nguyễn Tất Thắng từ lúc mà hai anh em là còn đi cùng nhau. Như bây giờ thì là các thông phim trước ấy, thì là Mỹ Hải cũng đã nói rồi, em Nguyễn Tất Thắng ấy là cũng công tác ở vùng dưới xuôi rồi, còn Mỹ Hải thì cũng đang ở trên vùng cao nguyên đá trên này, thì là hai anh em thì cũng rất là ít gặp nhau. Thế cho nên là hôm nay thì em Nguyễn Tất Thắng ấy là cũng có đưa chú Huỳnh Tấn Đức là cũng có lên đến trên đèo Vạc, và chiều tối nay là Mỹ Hải là cũng sẽ ngồi dự bữa cơm. Và bây giờ ấy thì là Mỹ Hải là cũng xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Mỹ Hải để đi gặp chú Huỳnh Tấn Đức ở trong Nam nhé quý vị nhé. Đấy, mẹ vạc về đêm quý vị ạ. Giờ là cũng sẽ lên quán chú Huỳnh Tấn Đức với là em Nguyễn Tất Thắng nhé quý vị nhé. Thời tiết như mấy hôm nay ở trên quê hương Mèo Vạc Mỹ Hải quý vị ạ là cũng khá là ấm áp rồi. Thế cho nên là cũng không lạnh lắm như mấy hôm Tết. Thế cho nên là cũng đỡ hơn. Hai bên đường bên trái và bên phải bây giờ ấy thì cũng có một số cô bác anh chị là cũng có về quê ăn Tết, là hiện giờ là cũng chưa lên, thế cho nên là cũng hơi vắng. Nay thì cả đại gia đình nhà Mỹ Hải ấy là cũng lên ăn cơm cùng chú Huỳnh Tấn Đức với lại là em Nguyễn Tất Thắng. Còn con Mỹ Hải thì cũng đang đi cùng Mỹ Tủa là cũng đi lên trước rồi. Còn vợ chồng Mỹ Hải thì cũng hiện giờ là cũng đang đi sau thôi. Chào chú ạ. Này vừa sáng ngon gì phải không? Dạ vâng ạ, đúng ạ. Vâng, chào cô ạ. Vâng, chào cô ạ.
Thì vợ gần đây không? Nhà cháu thì ở ngay dưới này thôi, cách đây tầm khoảng gần 2 cây. Hai cây. Cũng gần thôi ạ, vâng ạ. Vâng. Có gì là tới thì cháu. Ngày nào giống như ngày nào. Vâng. Ngày nào cũng vui, lúc nào cũng là nụ cười đi trước không? Có gì thì tối nay cháu trân trọng kính mời các chú vào nhà cháu chơi. Vâng. Ví dụ vừa thấy lên đây rồi đâu rồi? giờ là con đang ở cái nhà mới con cất 20 năm trước đó phải không? Dạ vâng ạ. À. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Đó thấy xác ở mé phố luôn mà. Vâng vâng vâng, ở ngay cũng không gần phố đâu, nhưng mà được cái là khu đấy là lại thuộc gọi là khu xóm rồi. À. Vâng, khu nhà con đấy là thuộc khu xóm rồi. Vâng ạ. Ngày nào cũng giống như ngày nào. Vâng. Đi anh sao đây, chắc là thiếu vàng rồi. Cao lắm, tí nữa cũng ra đi luôn nha con nhé. Được chưa? À, dạ, kín mặt khá lắm. Giờ là nóng hẳn ra rồi. Này mình chắc nó lên nhé. Dạ vâng ạ. Nhớ nhất nhé. Vâng. Nhỏ nhất chứ. Cháu là cháu út ạ. Vâng ạ. Cháu út một đây cháu út nữa. Cháu được mấy cháu rồi? Cháu được 4 cháu ạ. Vâng ạ. Dễ thương ha. Cháu mấy tuổi rồi? Cháu ạ, năm nay được 5 tuổi. 5 tuổi. 5 tuổi con đi học chưa? Nào con chưa đi. Dạ con này không bắt đọc tuổi hả? Vâng. Trắng ha. Vâng. Nó về suốt ngày ở nhà đó. Mỗi lần học về là suốt trắng ngày trắng vậy. Trắng mẹ không giống bố. Bố thì suốt ngày buồn bã là phơi nắng này. Tâm đó là thành đen. Nhấp môi giờ vậy, nhấp môi Coca. Đây con mời chú. Mời hai bác đi. Con chú ngồi bên. Đấy, vào đi, Vi ngồi bên kia. Ông mời chú đi ạ. Vào đi anh nhé. Không uống được. Để bên.
hay là ăn chín bát một tí nhỉ? Quý vị và các bạn ạ, sau thời gian thì ăn cơm với chú Huỳnh Tấn Đức với lại là em Nguyễn Tất Thắng ấy, thì giờ thì cũng đã muộn rồi, thế cho nên là vợ chồng Mỹ Hải cũng như là cháu Mỹ Hải là Mỹ Tủa ở đây là hiện giờ là mấy chú cháu là cũng sẽ lại tiếp tục là xuống núi đây. Đấy, ăn cơm thì ở ngay trên cái quán ở trước này thôi, đấy, quán Thảo Gia. Đấy, các chú thì hiện giờ là cũng nghỉ rồi. Có lẽ là bây giờ là vợ chồng Mỹ Hải thì cũng sẽ ra về. Đấy, đứng từ trên cao này xuống này quý vị này là cũng nhìn thấy cả trung tâm huyện này, này. Đấy, nhìn thấy cả huyện này. Nãy ăn cơm cùng với chú Huỳnh Tấn Đức ấy quý vị ạ, là ở lấy cái nhà mà sáng sáng ở trên này này quý vị này, đấy, cũng có cả nhà nghỉ luôn với lại là phục vụ tại nơi, cho nên là cũng chú thì cũng có nghỉ bên trên với lại là em Nguyễn Đức Thắng ấy là cũng có nghỉ bên trên này, đấy, phía bên trên quý vị ạ, thì cũng vừa ăn xong. Đường bây giờ ấy thì cũng đang mở là đường quốc lộ ở đây, hiện giờ thì cũng đang rộng hơn rồi, thế cho nên là còn cái đoạn đây thì là cũng hơi gồ ghề một chút. Đấy, tới này là cũng sẽ có đường giải áp phan, sẽ rất là phẳng và cũng sẽ rất là đẹp rồi. Đi từ nhà Mỹ Hải mà lên dự bữa cơm cùng chú Huỳnh Tấn Đức với là em Nguyễn Tất Thắng ở đây thì cũng rơi vào tầm khoảng là 1 cây. Đấy, so với từ quán ra đến nhà Mỹ Hải. Mấy tuổi thì nhanh hơn nhỉ. Đến lại đến đoạn đường này khá là đẹp rồi. Nãy thì chú Huỳnh Tấn Đức ấy quý vị ạ là cũng có tuổi rồi, thế cho nên là nãy thì chú dự bữa cơm ấy thì là cho nên là chú cũng nghỉ trước và Mỹ Hải là cũng không chào được chú, thế cho nên là Mỹ Hải là cũng có nhắn với em Nguyễn Tất Thắng ấy, là mai thì chào giúp Mỹ Hải và ngày mai thì chú Huỳnh Tấn Đức ấy là cũng sẽ ngược về thành phố, thế cho nên là Mỹ Hải thì cũng không chào được, có lẽ là Mỹ Hải là cũng sẽ chào ở trên video. Mỹ Hải là cũng luôn chúc chú Huỳnh Tấn Đức này luôn có một bầu trời sức khỏe và sang năm là chú sẽ tiếp tục đồng hành cùng em Nguyễn Tất Thắng cũng như là lên trên vùng cao nguyên đá để Mỹ Hải cũng như là em Nguyễn Tất Thắng là cũng sẽ hội tụ và sẽ được gặp chú ở trên vùng cao nguyên đá lần hai. Có lẽ là bây giờ là cũng đã đến trung tâm huyện rồi. Mỹ Hải là cũng xin kết thúc video của Mỹ Hải tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Mỹ Hải nhé.
Hiện giờ là cũng khá là muộn rồi, cũng hơn 8 giờ rồi. Đối với các huyện thị ở trên vùng cao ấy, là 8 giờ như vậy là các nhà ở đây là cũng gần như là đều là đóng cửa, không giống như ở dưới thành thị được. Thế cho nên là vùng cao là như vậy quý vị ạ.